trình kịch nhà trích trình cọc. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube Top Tara của mình nha. Hôm nay mình lại làm clip về Tara đi tắm nha anh em. Hôm nay mình sẽ đối đầu với vị tướng Superman nha anh em. Tên bạn lần này thì khá là trâu luôn. Superman rồi thêm con Dan nữa, rất là trâu luôn. Có cả Nata nữa, cũng tương đối khó chịu nha anh em. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà khắc chế Superman hiệu quả nha anh em. Nó là một vị tướng cũng tương đối khó chịu trong cái ranh cao thủ nha anh em. Cũng hay, thường hay xuyên hay cấm nữa. Mình cũng hay cấm nữa. Không biết trận này vì sao cấm con gì mà team mình cấm con gì mà lại thả Superman nữa. Hình như team cũng cấm tào lao luôn anh em ơi. Ok, mình sẽ... Trời, mới vô anh á. Nà mình đi á, cướp bùa nữa chứ. Dữ dằn thì anh em ơi. Nà mình ấy mới vô có cái kêu bằng cái độ cơ động cao á, nên là mình tính đi cướp bùa cho rừng mình phế hay sao. Thêm anh Đen trên kia đi phá bùa nữa kìa. Khổ quá mấy bạn ơi. Rừng nhà, nhà bao việc anh em ơi. Ok, hôm nay cố gắng mình farm cho xanh rồi mình lên đồ khắc chế luôn con Superman luôn nha anh em. Cái trận này mới vô á, đang suy nghĩ cái mình nên lên đồ gì. Mình sẽ lên cái món áo tròn ra trước hay mình lên áo tròn băng giá trước để khống chế con Superman này đây. Mới vô có lẽ là mình sẽ lên cái áo tròn ra trước nha anh em. Kiểu như mình lấy lượng máu với hồi máu với lại khả năng thiêu đốt của áo tròn ra mình sẽ dễ đánh hơn. Còn một xíu nữa rồi, xíu nữa mình lên cái áo tròn băng giá sao nha anh em. Bấm soạn vậy thôi chứ mình vẫn lên áo tròn ra đi mình. Kiểu như mình lấy lượng đam với cái lượng sát thương trước đi, rồi hồi mình sẽ lấy cái lượng khống chế ra nha đi. Tại mới vô số mình em nó cũng không có chuyện lắm đâu. Thật sự chân tướng của mình thì chơi với số mình em cũng khá ok nè. Tại vì mình quay chiêu 2 có sát thương chuẩn với lại chiêu 1 mình nhảy vô một cái là Superman nó rớt đất liền. Con Superman nó rất là khó chịu, nhưng mà đặc biệt nó là sợ những cái con tướng mà khống chế nha anh em. Ví dụ như Alice nè, Morgana nè, con Tara mình mà thải chiêu 1 nữa rất là khó chịu. Nên mà khi gặp Superman mình nên lên những cái đồ làm chậm nè, ví dụ như rìu làm chậm nè, ví dụ áo tròn băng giá nè, mình lên ví dụ phép thì lên trượng băng nè, rất là khó chịu luôn nha anh em. Sẽ làm cho nó khi bay vào là rớt đất liền. Gặp nó thì có áo tròn băng giá đánh thường là rớt đất thôi. Nó chỉ khó chịu khi lúc nó bay ở trạng thái vi hành thôi, còn lúc nó chạy bộ dưới đất là nó là rất là bình thường anh em ơi.
nó không có đam, không có gì hết trơn, rất là dễ chịu, không có gì để phải khó khăn khi đối đầu với nó đâu anh em. Ok, team mình hiện tỷ số đang là 3-2, đánh với Superman ảnh đi gan tốt hơn mình rồi. Nói chung mình cũng hỗ trợ team được phần nào thôi, tại vì nó rất là khó chịu luôn, nó cơ động mà nó chạy lia lịa hết trơn, còn mình chỉ chạy ở mức nào đó thôi nha anh em. Kệ, mình cố gắng đẩy được một cái trụ để mình lấy lợi thế rồi mình sẽ đi ép tem nó nha anh em. Quan trọng là mình cứ xanh là được, nó đi một hồi nó quên lối về thì mình xác định mình sẽ ép luôn cái đường của nó nha anh em. Đây mình thấy con Nga rồi anh em ơi, cái này chị Nga với chúng tôi chạy hộ bạn ơi. Ok, mạng đầu cho mình rồi anh em ơi. Mình sức ủi quá ủi anh em ơi. Tên mình tỷ số là 6-3 rồi, bây giờ tên mình đã lấy lại lợi thế hơn tên bạn rồi. Chơi đúng rồi nè, có tu lên mình đang chuẩn bị qua nè, tên mình khá là hiểu ý rồi nè. Rồi chạy nè, chạy với chúng tôi nè, chạy với chúng tôi, chạy giết bạn Na trong trụ rồi em ơi. Rồi, pha này pha này á, bạn sẽ đồ em nó hơi nhát tay rồi, không dí theo mình chứ không dí theo mình là mình chết luôn rồi. Mình đừng mà không cần như vậy, mình đợi đến còn anh Ti cái mình hồi nói lại nè. Mình xả anh Ti rồi mình hồi nói thôi, không sợ nó lắm rồi nè. Nó vậy nó cũng phải sợ mình nữa. Láo rồi, trời ơi không đủ đam anh em ơi. Cái pha đó nó chỉ còn đúng chừng 100 máu thôi anh em, chỉ một cú xây chiêu hai nữa là kết liễu nó rồi. Thôi mình gỡ lại cũng được, mình lấy trụ. Y còn tham này thì tham với chúng tôi vậy mà không giữ về đâu anh em ơi, bạn ấy rất là tham luôn. Gặp về là mình giữ được cái mạng, giữ có không giữ cái trụ nhưng mà giữ được cái mạng, cuối cùng nó lên chết rồi cũng mất cái trụ luôn anh em ơi. Ok, mình đã có lợi thế hơn bạn Superman rồi nha anh em. Mình khá là xanh luôn anh em, tại vì mình đi đường top mà mình hỗ trợ ganh được cái đường mid, mình giống như là farm đỡ lính của đường mid nữa, không phải là cố tình nhưng mà tại mid mình đi ganh cao quá nên mình phải hỗ trợ nó thôi, chứ nhiều lúc mình bỏ lính nó rất là uổng luôn, không ai ăn thì nó cũng chết thôi. Con lính nó đánh nhau nó tự chết rất là tiếc luôn, mình phải farm chứ, mình tranh thủ farm được mình đó lên một lượng đồ mình chơi với nó. Ok, cố gắng rồi đến nhà mình, có khi nào mất cái trụ không ta, chơi ngu lấy tiếng rồi anh em ơi, hên quá chưa mất trụ anh em ơi, còn cứu được này thì đẩy trụ của ta. Thằng này nó còn tham mua đồ, nó còn nó muốn lấy luôn cái trụ này anh em ơi, mình sẽ không cho nó đạt được cái ý muốn đâu. Đây mình đang đẩy khá là cao ở đường mid rồi anh em ơi, team mình chơi cũng khá ổn luôn, 11-3 mới vô, team mình 3 năm mình tưởng là team mình mất lợi thế nhưng ngay vậy đó, team mình chơi cũng khá tốt luôn nha. Team mình có vị tướng Alice mà late game thì khá là khó chịu luôn nha. Thấy cái anti có thể là với mấy chiêu của nó hồi liên tục thì có thể là bạn Superman có thể là đi bộ thôi chứ không thể nào bay nổi đâu anh em ơi. Gặp thêm mình lên đồ làm chậm nữa thì thôi xác định luôn. À còn thêm bị tướng teo đáp nữa. Team mình phải nói là giống như là team sinh ra để khắc chế vị tướng Superman vậy anh em. Luôn cả ngay cả vị tướng Pháp Sư cũng là một vị tướng rất là khó chịu á khi Superman phải đối đầu. Tại vì cái độ cơ động nó khá cao, với lại nó khi mà áp sát vô là nó chơi rất là khó chịu luôn, nó cơ động mà nó áp sát, nó có thể là áp sát đối phương mà nó gây đam rất là cao luôn anh em. Nên là cái vị tướng Tulane cũng là một vị tướng khắc chế luôn con cả con Superman luôn nha anh em. Ngay cả con đen trâu như vậy mà team mình nó quánh một cái một thì đó, các bạn biết là Superman tuổi gì luôn. Ok, biết luôn cả bạn
Hay đây nó cũng cũ luôn rồi nè. Tới công chuyện rồi. Ok, mình đã được một cái trụ xe cấp đầu tiên rồi nha. Mình cố gắng đẩy hai đường hoặc là ba đường rồi mình dễ nó lại lấy lợi thế để kiếm nhiều hơn. Chết luôn, không kịp chạy về luôn em ơi. Ok, tên bạn chết hai rồi. Có thể là tên mình sẽ cố gắng ép luôn cái lane này để mình nó win luôn sớm nha anh em. Đã có lính rồi, đã có quần đường mid rồi nè. Anh em mình sẽ ép cái lane mid lấy đường siêu cấp luôn nè. Ok, hai đường rồi nè. Rồi, nhà đường một mẹ nha. Đây mình còn sống hết anh em. Này thì Superman với chúng tôi. Này thì Superman với chúng tôi. Đây bạn chết ba rồi. Có lẽ là mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha anh em.